bắt đầu xuất phát 12 giờ 24 phút đi qua một cái gành. Giới thiệu với các bạn, đây là quả vả rừng nha. Đây nó hình hài nó như thế này. Nó giống như quả vả nhà nhưng mà ăn vô nó rất là ngọt. Mềm, khi mà chín nó rất là mềm giống như là giống quả sung ha. Giống như quả sung á. Đây là khi bẻ ra này. Đó, bẻ ra. Giống như quả sung á, phía trong như quả sung. Cái trong này nó có mật ở trong này, giống như hay như mật á. Đó. Ơi, ăn ngon không? Ăn ngon. Ngon ngon ngon. Thôi có mấy con gà à. Có ba con gà. Mấy con heo à. Mấy con heo. Dạ, có thêm con trùng nữa nè. Trời ơi, ngon quá trời luôn. Đây là gà ha. Gà luộc. Gà luộc. Gà này là gà. Đây là rau luộc. Rau luộc, rau cải luộc. Đây là súp, súp canh súp. Đây là đây là táo, cà rốt, táo, sốt salmone. Đó, hết. Thank you.
sinh lung. Ê con tê tê. Được không? Vừa sướng vừa phê. Phải không em? Quá đẹp anh ơi. Đây là bạn Hoàng. Phía sau là anh Mộc Tơ. Ừ, chào. Đây là độ cao 2435. Wow. Một cái dốc lên một cái đỉnh nữa rồi mới tới đỉnh Bù Xì Lung. Bây giờ là 2019. Trăm mét nữa, sương mù rất là dày đặc. Các bạn thấy rất là mát, một trong cái lạnh. Tầm 12:30 lên đỉnh. Rồi đây là đỉnh đã chinh phục được. Ôi, đây, ai cứ dọn đi. Xào này ha. Bên đây có bạt mà anh. Heo sốt cà. Ở đây này nữa. Có ruốc nấm nè. Đây mọi người ở đây ăn mọi người. Đâu, kiểu bài đây. Là chưa? Giờ là thêm heo với thêm ruốc nữa. Đây, 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 đây. Đang quay phim. Đồ ăn ngon quá à. Nói gì thêm không? Hôm nay là lên đỉnh rồi. Tối nay sẽ bung xõa ở dưới kem. Hẹn gặp lại trong những chuyến đi tiếp theo. Một chuyến đi rất vui vẻ. Đây là những cái phát cây nè để xác định biên giới giữa mình với Trung Quốc. Bên này là Trung Quốc nè. Cây tre nữa, cây tre hết đường đi luôn nè mọi người ơi. Mọi người đang đi xuống. Đây là cột mốc 42 giữa ranh giới Trung Quốc và Việt Nam. Đó, đi thẳng qua bên này nè. Ở Trung Quốc. Mốc của đây là cột mốc 42. Đi thêm 5 cây số, xa 5 cây số so với
quãng đường lúc lên. Rồi, từ đây, đây là cái đường ra của mình, rất là ấm u và rộng rạp với một hang. Đây là đường của mốc 42. Mọi người đang bắt đầu về. Thời gian dự kiến 5 tiếng đồng hồ nữa là 9 giờ nha mọi người, 9 giờ tối. Bây giờ là mấy giờ ta? 7:51 đó. Đây là đoạn thứ hai, chuẩn bị về tới bãi cắm trại. Mát quá. Còn tầm 200m độ cao nữa. Một hành trình thử thách bản thân. Đây là ngày cuối ha. Mọi người đang ăn sáng. Đây là anh Khải, Lê Ngọc Khải, đây là anh Trang Công Toàn. Chào anh là Chính Lù. Lỡ tay kìa. Đây là Đạt Công Chính. Đạt. Đạt Công. Biết là Đạt, giờ Đạt Công Chính. Đây là anh Mộc Tơ. Anh chuẩn bị thu xếp. Đây là anh Đa, con tim Đa Đa. Chuẩn bị ăn rồi, xuất phát xuống núi dự kiến 4 tiếng. Ê, mọi người đã chuẩn bị xuất phát. Bây giờ là 6:24. Rồi, hành trình quay lại đường cũ xuống núi với mọi người. 6:30. Dự kiến 4 tiếng. Tầm 11 giờ là tới điểm xuất phát. Xong rồi, tốn thêm 16 tiếng nữa về tới Nội Bài. Đây là láng ông già cùng Pusilung. Mọi người xuống leo dốc khá nhiều. Từ độ cao ở Cam là 1.8, hơn 1.8, hơn 1.6 chứ nhầm. Là tăng độ cao thêm 300m. Đã tới đích. Sơn ơi là Sơn. Rất là cao, đây là cái bậc thang phải leo lên nè. Ghê lắm. Giờ đi xuống cái ghe. Cái ghe xong. Rồi. Sơn nữa là đủ người đúng không? Phải xuống kéo qua bên này. Sau một chuyến hành trình vừa không nghĩ là cái cung đường này nó nguy hiểm như vậy. Pusilung là nó xứng đáng được top 1 độ khó. Pusilung. Đây là ngọn Pusilung. Cao 3080m. Đỉnh một trong những cái đỉnh khó nhất của Tây Bắc. Cảm giác nhưng sao? Sướng không? Cảm giác rất là phê. Qua những đoạn nguy hiểm xong rồi rất là phê. Okay. Nhưng mà những con đường dài bất tận luôn. Đi rồi sẽ tới, đi hoài không tới. Đi bằng niềm tin thôi. Đi bằng niềm tin thôi. Đó. Ok, chúc mừng. Linh, đã lên đỉnh.